Dự báo thời tiết ngày 11 tháng 10, Bắc Bộ nắng đẹp, cảnh báo mưa dông cục bộ ở một số nơi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11 tháng 10, Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vài nơi, ngày 12 tháng 10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Chiều và tối ngày 11 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 90mm trên 6 giờ. Cảnh báo từ đêm ngày 11 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 11 tháng 10 năm 2024. Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 29 tới 32 độ, phía Nam từ 26 tới 29 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông bắc đến bắc cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, xe chết máy hàng loạt sau mưa to. Theo quan sát của phóng viên, tại thành phố Hồ Chí Minh, nước liên tục tràn ra từ các con kênh, rạch, hai bên đường Tô Ngọc Vân, nước ngập sâu gần nửa mét, hơn nửa bánh xe máy. Nước chảy xiết khiến nhiều người đi xe máy té ngã, xe cộ chết máy. Hàng chục người phải dắt xe qua đoạn ngập. Hiện trạng đường trũng, thêm vào đó nhiều người xả rác, làm chặn cống thoát nước, khiến mỗi lần mưa ngập, người dân phải hô hoán nhau để bới rác, để nước thoát nhanh hơn. Ở thành phố Hồ Chí Minh, rãnh thấp xích đạo có trục vắt qua từ 6 tới 10 độ vĩ Bắc là nơi hội tụ ẩm, hình thành nhiều mây. Trong khi trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Bắc Bộ làm nhiệt độ không khí tầng mặt đất cao. Nhiệt độ và độ ẩm không khí ở thành phố Hồ Chí Minh cao, dòng thăng mạnh, năng lượng cản đối lưu rất thấp. Nhưng yếu tố này đều thuận lợi để đối lưu phát triển mạnh. Mây đối lưu phát triển rất mạnh sẽ gây mưa dông mạnh, kèm sấm sét khu vực trung tâm thành phố. Người dân không đậu xe, trú mưa dưới gốc cây, cần đề phòng cây gãy, đổ, đè lên người. Ngoài ra, tránh xa các vật kim loại, dẫn điện tốt, đề phòng sét đánh. Hạn chế sử dụng điện thoại di động và khi ở nhà thì rút các thiết bị điện, phòng tránh sét đánh trực tiếp, sét đánh lan truyền. Siêu bão thế kỷ Milton càn quét bang Florida gây thiệt hại nặng nề. Ngày 9 tháng 10, theo giờ địa phương, bão Milton đã chính thức đổ bộ vào bờ biển vịnh Florida với cường độ cấp 3 trên thang 5 cấp của Mỹ, mang theo gió mạnh, sóng lớn đe dọa tính mạng người dân và có nguy cơ gây lũ lụt nghiêm trọng.
Khoảng 90 phút sau khi đổ bộ, tâm bão Milton cách Sarasota khoảng 30 km về phía đông bắc và di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ 26 km/h. Cơn bão đã suy yếu thành bão cấp 2 với sức gió mạnh nhất là 175 km/h. Tuy nhiên, dù giảm cấp, cơn bão không hề kém phần nguy hiểm. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã ban hành thông báo khẩn cấp hiếm hoi về nguy cơ lũ quét cho khu vực Vịnh Tampa, bao gồm các thành phố St. Petersburg và Clearwater. Thông báo khẩn cấp này nhằm cảnh báo mưa cực lớn có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con người và thiệt hại thảm khốc do lũ quét. Thông báo này thường được đưa ra khi giới chức nhận thấy mực nước dâng cao, đe dọa đến tính mạng người dân, cần giải cứu hoặc sơ tán. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, một cảng cá ở Vịnh Tampa đã ghi nhận gió giật mạnh tới 165 km/h khi bão Milton đổ bộ vào bang Florida. Trung tâm bão cho biết cơn bão này đã gây ra tình trạng mực nước biển dâng và lũ quét, đe dọa tính mạng con người cùng với những cơn gió cực mạnh. Trong khi đó, trên 1,6 triệu người ở Florida đã bị cắt điện và phải sống trong bóng tối vào đêm ngày 9 tháng 10, theo giờ địa phương, khi siêu bão Milton đổ bộ tiểu bang này. Khu vực dọc bờ biển phía tây của bán đảo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là ở khu vực trung tâm của tiểu bang. Gần như toàn bộ khoảng 9.600 khách hàng của Peace River Electric Corp ở hạt Hardy đã bị mất điện vào khoảng 10 giờ tối, theo trang PowerOutage.us. Giới chức cho biết nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành ở Florida sau khi những cơn lốc xoáy nguy hiểm quét qua khu vực này. Bão Milton suy yếu thành cấp 1, 2 người thiệt mạng. Theo thông tin, bão Milton đã hạ thành cấp 1 với sức gió khoảng 144 km/h. Bão di chuyển theo hướng đông và đông bắc, mỗi giờ đi khoảng 25 km. Cảnh báo lũ quét vẫn được duy trì ở nhiều khu vực phía trung tây tiểu bang Florida. Tại thành phố St. Petersburg, phần mái sân bóng chày Tropicana Field đã biến mất sau khi bão Milton quét qua khu vực. Video được công bố cho thấy phần mái sân bóng trơ khung. Cũng tại thành phố này, cơ quan chức năng đã phải tạm dừng cung cấp nước uống sau khi một đường ống nước chính bị vỡ. Một cần cầu tại công trường ở St. Petersburg đổ sập vào ngày 9 tháng 10, chưa ghi nhận thương vong. Giới chức hạt St. Lucie ở Florida thông báo ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người được đưa đến bệnh viện sau khi những cơn lốc xoáy xuất hiện trước thời điểm bão Milton đổ bộ. Đến đêm ngày 9 tháng 10, vài tiếng sau khi bão đổ bộ, tâm bão Milton đã di chuyển khỏi thành phố Tampa và hướng về thành phố Orlando, Florida. Cơn bão đã khiến hơn 2 triệu căn nhà ở bang Florida mất điện. Lực lượng cứu hộ tại Tampa phải tạm dừng các hoạt động khẩn cấp cho đến khi tình hình cải thiện, trong bối cảnh sức gió ở nơi này vượt hơn 160 km/h. Siêu bão quái vật Milton gây mưa lớn khủng khiếp, 1.000 năm có một. Theo hãng tin CNN, chỉ trong vòng 3 giờ kể từ khi đổ bộ vào St. Petersburg, siêu bão Milton đã gây ra lượng mưa kỷ lục lên tới gần 230mm, mức cao nhất trong vòng hơn 1.000 năm qua tại đây. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo, mưa lớn do siêu bão Milton gây ra có thể nhanh chóng tạo thành lũ quét, dẫn đến những thảm họa đe dọa tính mạng người dân. Phóng viên CNN có mặt tại thành phố Fort Myers, bang Florida thông tin, bang này có thể phải đối mặt với lũ lụt tồi tệ nhất trong bối cảnh nước sông Caloosahatchee đang dâng lên rất nhanh và có hiện tượng tràn bờ tại khu vực Fort Myers. Trong khi đó, theo trang web theo dõi tình trạng mạng lưới điện tại Mỹ, chỉ trong vòng hơn 1 giờ, siêu bão Milton đã khiến hơn 1,1 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp tại Florida bị mất điện. Tình trạng mất điện nghiêm trọng nhất xảy ra ở hạt Sarasota và hai hạt lân cận là Manatee và Hardery, nơi siêu bão Milton đổ bộ vào lúc 20 giờ 30 phút. Theo trang web theo dõi tình trạng mạng lưới điện tại Mỹ dự báo, tình trạng mất điện sẽ tiếp tục lan rộng khi siêu bão Milton di chuyển vào sâu trong lục địa. Tại hạt St. Lucie, nơi siêu bão Milton vừa đi qua, cảnh sát trưởng Kay Pearson cho biết đã có người thiệt mạng tại câu lạc bộ Spanish Lake. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giới chức tại hạt St. Lucie vẫn chưa nhận được con số cụ thể. Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Florida trong đêm ngày 9 tháng 10 đã đăng tải thông tin khuyến cáo người dân cần tiếp tục trú ẩn ở những nơi an toàn ngay cả khi siêu bão Milton đã quét qua. Giới chức ứng phó tình trạng khẩn cấp Florida dự báo điều kiện thời tiết nguy hiểm vẫn sẽ kéo dài trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10, theo giờ địa phương khi bão Milton tiếp tục hoành hành tại bang. Giám đốc điều hành cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Florida, Kevin Guthrie thông tin, các nhóm công tác từ Miami, Ohio và Virginia đã có mặt tại Florida để hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do siêu bão Milton gây ra. Ông Guthrie kêu gọi người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời sử dụng các vật dụng trong nhà như gối, áo khoác dày và chăn để bảo vệ bản thân nếu nghe thấy tiếng cây gãy đổ hoặc những mảnh vỡ bay tứ tung trong bão.